cưới vợ 16 năm, cả ba con đều không phải con ruột, chồng đâm đơn ly hôn. Để nuôi gia đình, ông Trần buộc phải làm việc xa nhà. Ông chưa từng nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài hôn nhân vì họ luôn giữ liên lạc, gọi điện, gọi video thường xuyên. Thế nhưng, đầu năm nay, người chồng bắt đầu hoài nghi khi vợ tránh nhận cuộc gọi và nói muốn làm việc xa nhà. Ông Trần quyết định theo dõi vợ bằng cách dựa vào thông tin lấy từ hệ thống định vị GPS trên điện thoại di động. Ngày 1 tháng 3, ông đến khách sạn nơi người vợ qua đêm. Sáng hôm sau, người chồng thấy vợ mình rời khách sạn với người đàn ông khác. Ban đầu, ông Trần muốn tha thứ cho vợ, nhưng vẫn quyết định làm xét nghiệm nhân thân đối với con gái út. Kết quả cho thấy đây không phải là con ruột, thế nhưng ông vẫn chọn bỏ qua tất cả vì không muốn gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi kết quả kiểm tra ADN cho thấy hai con gái lớn của ông cũng không có quan hệ huyết thống với ông. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, người vợ rời nhà và không rõ tung tích, người chồng phải nhờ phía truyền thông hỗ trợ tìm giúp. Khi các phóng viên đài phát thanh và truyền hình Giang Tây tìm được người vợ, bà này tỏ ra không hối lỗi mà còn tìm cách biện hộ cho hành vi ngoại tình của mình. Tôi không nghĩ mình đã lừa dối chồng, liệu con ruột hay không có quan trọng đến thế, vợ chồng vô sinh cũng nhận con nuôi có sao đâu. Bà Dư trả lời qua điện thoại. Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những lời chỉ trích bà Dư, có người còn hỏi phải chăng bà này có vấn đề về tâm thần vì lập luận quá khác người. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!